Tiếp tục chương trình là những thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp trực tuyến về phòng chống dịch Covid-19 với thành phố Đà Nẵng. Trong bối cảnh Đà Nẵng vừa ghi nhận thêm nhiều ca bệnh trong cộng đồng nhưng chưa xác định được nguồn lây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Đức Thơ chủ trì đầu cầu Đà Nẵng. Lãnh đạo chính phủ và lãnh đạo của Y tế đều nhận định cho rằng hiện tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng đang rất phức tạp, số ca nhiễm tăng, trong khi đó lại chưa xác định được nguồn lây. Địa bàn các bệnh nhân lây nhiễm ở khu vực cách xa nhau và đã có tình trạng lây nhiễm cho đội ngũ y bác sĩ. Chủng virus các bệnh nhân bị lây nhiễm là chủng mới so với các chủng đã tồn tại ở Việt Nam và là chủng xuất phát từ bên ngoài chưa khẳng định được từ nước nào có khả năng lây lan nhanh và nguy hiểm hơn. Vì vậy, để khống chế hết sự lây lan của dịch bệnh từ không giờ ngày mai, ngày 28 tháng 7, Đà Nẵng sẽ thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Cẩm Lệ. Riêng huyện Hòa Vang địa bàn rộng, dân cư ít chưa phải là vùng có nguy cơ cao nên thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời sẽ phong tỏa ba cơ sở y tế ở Đà Nẵng là bệnh viện C, bệnh viện Đa khoa, bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng cùng các tuyến đường và khu dân cư xung quanh để phòng chống Covid-19 đồng thời tập trung lực lượng truy xuất nguồn lây. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Trung ương cùng các bộ ngành giúp toàn lực hỗ trợ cho Đà Nẵng trong việc truy phát, xét nghiệm cũng như điều trị. Cái cái Báo cáo với lãnh đạo Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Huỳnh Đức Thời cho biết, Đà Nẵng đang tập trung lực lượng dốc sức cho công tác phòng chống dịch. Khó khăn lớn nhất là chưa tri được nguồn lây nên khó kiểm soát. Vì vậy, giải pháp quan trọng nhất hiện nay là cách ly xã hội là biện pháp cao nhất trong phòng chống dịch COVID-19, theo tinh thần kỷ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Áp dụng cái biện pháp cách ly xã hội, à, tức là à, quay trở về cái trạng thái của cái chỉ thị 16, tức là mọi người dân à, sẽ thực hiện cách ly tại nhà, tại cộng đồng và không được đi, được không ra ngoài khỏi nhà khi mà chưa có những cái nhu cầu thiết yếu và chỉ được ra được phép đi ra khỏi nhà mua những cái nhu yếu phẩm cần thiết à, lương thực thực phẩm à, thuốc chữa bệnh à, vân vân hay có những cái nhu cầu cấp thiết khác à, thì thì và không được tụ tập ở ngoài cộng đồng quá hai người à, ví dụ như vậy thì chúng ta áp dụng cái biện pháp đó thì tôi cho rằng đó là những cái biện pháp trước tiên và cần để chúng ta hạn chế những cái nguồn lây lan trong cộng đồng khi mà chúng ta chưa biết nó đến từ đâu và ở từ chỗ nào. Bởi vì bóng cơ bệnh như vậy thì không phải xuất phát từ một quận. Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, cùng với việc truy phát xét nghiệm, điều trị, Đà Nẵng đang tập trung cho công tác cách ly những người diện F1, F2 là rất lớn. Đà Nẵng cũng đang tính đến khả năng xét nghiệm trên diện rộng. Chỉ còn hết như vậy mới hết sàng lọc và truy phát được nguồn lây. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị trung ương cùng các địa phương hỗ trợ Đà Nẵng trong công tác này chúng ta phải khẩn trương tăng cái năng lực và làm kháng cấp những cái hoạt động xét nghiệm để chúng ta phát hiện ra cái tình trạng dịch tễ trong cộng đồng cũng như phát hiện ra những cái cái trường hợp mà có khả năng mà lây bệnh xét nghiệm được làm đồng thời theo cái hình thức chúng ta vừa tìm kháng nguyên mà cũng vừa tìm kháng thể để có cái đánh giá về cái nguồn gốc lây bệnh riêng về cái vấn đề xét nghiệm thì đề nghị Bộ Y tế và đồng thời nhân đây cũng đề nghị là có cái sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với lại các cái trung tâm y tế lớn hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng trong một thời gian ngắn vài ba ngày có thể nâng lên là vài chục ngàn xét nghiệm để chúng ta mới có thể à, là là lọc và kiểm soát được. Cả nước đang vào cuộc phòng chống dịch trên tinh thần không chủ quan nhưng không được khoang mang và hết sức bình tĩnh. Dự kiến Việt Nam sẽ mua thêm các bộ xét nghiệm và máy hít trợ thở trong đó đà nẵng đang là tâm điểm dịch bệnh nên việc phòng chống dịch càng quyết liệt hơn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định cả nước sẽ cùng đà nẵng bằng mọi giá không để dịch lây lan diện rộng và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống